bánh mì Sài Gòn đặt được hôm nay 1.000 một ổ. In the end, tỏa sáng như những ngôi sao ngập trời. Xua tan mây đen bao lâu tình chân phía sau. Mặc kệ mình đợi vì thời mình vẫn chưa bao giờ vung khói nắm tay. Vì đam mê sẽ chẳng một ai có thể dừng lại. Vượt qua hàng trăm nỗi đau cùng nhau chinh phục cả thế giới. Ta có ước mơ, nó chắc trên hai vai ta thành đôi cánh biến những tất thờ thành những đợt sóng mãnh liệt không thôi đánh chắc chưa từng giờ. Thời gian hữu hạn vốn dĩ vẫn trôi nhanh, cơ hội đi có thường mong manh phải mạnh mẽ tiến bước mà không phanh. Số phận điểm không bằng ai nhưng nỗ lực lên bằng hai. Ta cố đi vượt giới hạn bản thân chứ không chỉ ở mức tròn vai. Người không biết gì thì thường nói thằng này chỉ ăn dân làm dối. Ta bỏ qua thôi bởi họ biết gì về ta đâu mà nói. Dù cho bao tố phong ba công trình làm khó khăn ta, ta vẫn sẽ bước băng qua bằng nhiệt huyết trong ta. Để khi nhớ lại sẽ có cho mình một đại hải trình, có một kẻ chạy liền theo đuổi giấc mơ đến mức từ sợ hãi. Mình giống như bao loài chim muông tung hoành giữa đời phong sương, thành công thì khó mà dậy bởi lẽ áp lực mới tạo nên kim cương. Cố gắng sao cho thỏa đáng với đam mê mình đã mang, đợi đến một ngày không xa phía trước cũng sẽ là lúc ta tỏa sáng. In the end, tỏa sáng như những ngôi sao ngập trời. Xua tan mây đen bao lâu kìm chân phía sau. Mặc kệ mình đợi vì thôi mình vẫn chưa bao giờ buông khói nắm tay. Vì đam mê sẽ chẳng một ai có thể dừng lại. Vượt qua hàng trăm nỗi đau cùng nhau chinh phục cả thế. Hung bạo vậy để ta làm kỳ nhông, muốn âm nhạc làm nên cơm gạo phải bỏ ra nhiều kỳ công. Miễn là đam mê ta còn rực đỏ như lửa cháy trên thảo nguyên, biến thứ không tưởng này hái ra tiền thì sẽ chẳng còn ai bảo điên. Miệng ta còn lẩm bẩm lời nhạc ta cứ nhậm nhậm, họ còn tưởng ra ta lẩm cẩm thôi kệ ta cũng chẳng thấy phiền. Bao nhiêu năm ta làm được gì, ba khóc cô ca phỏng mạc, cũng chính vì thế phải thật thành công để mà tuyên bố giọng dạc rằng có chí thời vẫn thắng ý trời dẫu có mấy lời dèm pha. Ta sống với đời chỉ nhẫn mấy lời nóng giận nhất thời dục ra xa. Không phải là người bà hòa khó khăn không phải kẻ ngán, được vấp ngã chỉ là gia vị tô điểm thêm ngọt ngào khi thắng cuộc. Ai nghe ai cấy khen chê khi ấy mất, không quen không biết bỗng dưng thân thiết sắc. Ta mê ta có nhiệt huyết khỏi phải bàn, đánh đổi sau bao cố gắng thì giờ là lúc tấu lên khúc khải hoàn. Ta sáng như những ngôi sao ngập trời. Xua tan mây đen bao lâu kìm chân phía sau. Mặc kệ mình đợi vì thôi mình vẫn chưa bao giờ buông khói nắm tay. Vì đam mê sẽ chẳng một ai có thể dừng lại. Vượt qua hàng trăm nỗi đau cùng nhau chinh phục cả thế. Xin tự giới thiệu, tôi là Ninja J, một thành viên của nhóm nhạc BTS. Và hôm nay BTS sẽ mang tới một màn trình diễn cực kỳ đặc biệt cho tất cả khán giả ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ biểu diễn một tiết mục mà chưa hề được tập dượt trước. Chúng tôi sẽ kết hợp với một bạn beatboxer từ phía khán giả đây. Và đây sẽ là tiết mục lần đầu tiên được xuất hiện tại chương trình của chúng ta. Có ai biết được không ạ? Tôi. Mời bạn. Yeah. Chào anh. Hey, nào. Một, hai, ba. Yeah. Ok. Và bây giờ tiếp mục của nhóm BTS vẫn sẽ tiếp tục. Và chúng ta hãy đón xem hiệu ứng của nó sẽ như thế nào ha. 3, 2, 1, beat this, let's go! Anh có nhiều ngày lo toan miếng ăn đang thiếu đủ, vì vốn dĩ xuất phát điểm của anh không phải một thiếu chủ. Hôm nay ăn gì uống gì anh vẫn còn phải băn khoăn, còn em là cả một thế giới khác, vì thế mà em mới can ngăn. Anh cũng nghĩ nhiều muốn thua lậu cả tỷ điều, nhưng lại chẳng thành lời mỗi khi đối diện trước khuôn mặt mỹ miều. Dẫu mình chẳng thể lung lay vẫn muốn cùng em để tung bay, nhưng đúng để tốt cho em vẫn còn một cách khác, đó là buông tay. Anh chưa bao giờ chịu đầu hàng, dù biết trong tất cả lựa chọn của em cũng chẳng là hàng đầu. Vẫn luôn muốn là người đầu tiên em tìm một cái cây khỏe mắt, dẫu sau đó vào những ngày em ả em thì lại hay xéo sắc. Anh không cao thượng, cớ gì phải làm mình không vui. Anh chỉ xem đây như là thử thách chứ không hề chạy không đuôi. Anh không ngại việc làm mình phong dẫu mất bao nhiêu kỳ công, mặc ai đến cũng rời bỏ em một mình, còn anh thì không. Muốn cùng em ngao dù đó ở đây, ngước
nhìn trên cao luôn có mây. Muốn em biết anh từng ngày vẫn luôn thương hơn chừng này, baby. Yeah yeah. Tuy nhiều gian nan đến với nhau, nhưng kề bên như chẳng với sao. Chỉ muốn em mãi nở nụ cười trong như đóa hoa rằng người anh sẽ hái ca mặt trời vì em. Oh vì em. Yeah. Oh vì em. Tức thế nhở? Ta đã chơi cỡ đấy rồi mà chúng nó vẫn vượt mặt được. Giờ sao đây anh? Không lẽ cứ để tụi nó ẩm chức du lịch dễ vậy sao? Cái USB đã xử được rồi. Cần thiết xử nó luôn. Trời dơ này. Ê. USB của tụi tao hư là do mày không? Sao? Tỉnh sao cho mày? Nó phá USB của tụi mình đó. Ê mày... Bằng chứng đâu? Tao nghe tụi mày nói rõ ràng. Chó này. Các cậu không quên ban tổ chức cái gì hả? Đánh nhau như vậy có gì ảnh hưởng đến cuộc thi rồi có nên nói không? Các cậu sẽ bị đình chỉ cuộc thi. Tôi sẽ báo chuyện này lên trưởng ban tổ chức để xem xét lại hành vi và nhân cách của các cậu. Này, tao không có làm gì hết nha. Mày đừng có mà tự đắc. Quả báo sẽ tới sớm với mày thôi. Tao chờ à. Xin phép. Tốn bao nhiêu công sức mới vừa có được vòng thi, rồi giờ lỡ chuyện gì không cốc hết. Cho tao xin lỗi. Tao báo nữa rồi. Không sao đâu. Bây giờ chỉ mong á là ban tổ chức sẽ xem xét đúng đắn. Còn cái chuyện nó chơi xấu mình, kiểu gì cũng sẽ bị lật tẩy. Ủa, xem vô nhà đi. Đứng đây chi vậy? Có fan của anh ở trong đó. Em chỉ muốn giữ khoảng cách thôi à. Lỡ như fan của anh họ thấy em xong họ buồn, họ không thích anh nữa rồi sao? Trời, em nói như vậy fan anh chưa buồn, mà anh buồn rồi đó nha. Nhưng mà hôm qua em bận gì hả? Anh không thấy em tới buổi thi đấu luôn á. Hôm qua em bị kẹt tí việc. Nhưng mà em nghe anh thắng qua vòng rồi hả? Cũng có thể là như vậy. Thôi chắc mình vô nhà đi. Rồi từ từ anh kể cho nghe. Vô đi. Tặng em nè. Trời ơi, xịn nha. Cái này á là đợt nhà chị đi nước ngoài. Xong rồi chị mua tặng em đó. Chị hay đi nước ngoài lắm hả? Ừ. Chị đi nước ngoài hoài luôn á. Đi mà chán luôn á. Đẹp quá à. Em cảm ơn chị yêu. Thử coi thích màu đấy không? Xinh quá nè chị. Chị, anh Kiên về. Anh Kiên! Trời ơi! Em tới đợi anh nãy giờ, anh đi vô đây. Trời ơi, sao sắp nặng quá vậy? Đây, 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 để em. Vô đây ngồi nghỉ anh. Trời ơi, đi ngoài đường nắng nóng của mày đúng vợ. Ngồi đây, ngồi đây. Chị Ngân đợi anh sáng giờ đó. Có mua trái cây cho mẹ kìa. Chứ không như ai kia. Suốt ngày cứ xà nẹo. Không mua gì được cho mẹ hết trơn. Mà cứ tưởng là con dâu không à. Út! Em nói cái gì sai hả anh trai? Em nhỏ nhất ở đây đó, ăn nói cho đàng hoàng. Em không được phép so sánh người khác. Cũng không có bất cứ ai có nghĩa vụ phải lo cho mẹ thay mình đâu. Ngân, anh biết là em quan tâm tới gia đình của anh, nhưng mà em không cần phải mua quà đâu. Lần sau em có mang qua, anh cũng không nhận. Anh Kiên, em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Anh có cần phải nặng lời với em như vậy không vợ? Cô ta có gì hơn em? Anh bị cô ta bóc bùa rồi hả Kiên? Nếu em còn nói chuyện bậy bạ vậy nữa thì anh mời em đi về. Kiên à, chắc Ngân cũng chỉ muốn quan tâm gia đình anh thôi. Đừng làm vậy. Bộ tôi cần cô giải thích hả? Đừng có làm cái vẻ cao thượng đó. Chắc em có việc phải về rồi. Anh đã lại tiếp khách nha. Tiếp hay không á? Cần cô cho phép hả? Không sao đâu, thôi em về. Để anh đưa em về. Em tự về được mà.
Anh Kiên. Thôi, thì người ta cũng có việc rồi thì thôi. Anh vô ngoài ăn miếng trái cây đi. Tự tay em chọn, tự tay em gọt cho anh luôn á. Anh mệt rồi. Kiên, Kiên. Tất cả là tại con nhỏ đó hết á. Chị yên tâm đi, có em ở đây á, con nhỏ kia không đụng được anh Kiên đâu. In the end, tỏa sáng như những ngôi sao ngập trời. Xua tan mây đen bao lâu tìm chân phía sau. Mặc kệ mình đợi vì thời mình vẫn chưa bao giờ vung khói nắm tay. Vì đam mê sẽ chẳng một ai có thể dừng lại. Vượt qua hàng trăm nỗi đau cùng nhau chinh phục cả thế giới. Ta có ước mơ, nó chắc trên hai vai ta thành đôi cánh. Biến những tất thờ thành những đợt sóng mãnh liệt không thôi đánh. Chắc chưa từng giờ, thời gian hữu hạn vốn dĩ vẫn trôi nhanh. Cơ hội đi có thường mong manh phải mạnh mẽ tiến bước mà không phanh. Số phận điểm không bằng ai, nhưng nỗ lực lên bằng hai. Ta cố đi vượt giới hạn bản thân chứ không chỉ ở mức tròn vai. Người không biết gì thì thường nói thằng này chỉ ăn dân làm dối. Ta bỏ qua thôi, bởi họ biết gì về ta đâu mà nói. Dù cho bao tố phong ba công trình làm khó khăn ta, ta vẫn sẽ bước băng qua bằng nhiệt huyết trong ta. Để khi nhớ lại sẽ có cho mình một đại hải trình, có một kẻ chạy liền theo đuổi giấc mơ đến mức từ sợ hãi. Mình giống như bao loài chim muông tung hoành giữa đời phong sương. Thành công thì khó mà dậy, bởi lẽ áp lực mới tạo nên kim cương. Cố gắng sao cho thỏa đáng với đam mê mình đã mang, rồi đến một ngày không xa phía trước cũng sẽ là lúc ta tỏa sáng. In the end, tỏa sáng như những ngôi sao ngập trời. Xua tan mây đen bao lo kìm chân phía sau. Mặc kệ mình đợi vì thôi mình vẫn chưa bao giờ buông khói nắm tay. Vì đam mê sẽ chẳng một ai có thể dừng lại. Vượt qua hàng trăm nỗi đau cùng nhau chinh phục cả thế. Hung bạo vậy để ta làm kỳ nhông, muốn âm nhạc làm nên cơm gạo phải bỏ ra nhiều kỳ công. Miễn là đam mê ta còn rực đỏ như lửa cháy trên thảo nguyên, biến thứ không tưởng này hái ra tiền thì sẽ chẳng còn ai bảo điên. Miệng ta còn lẩm bẩm lời nhạc ta cứ nhậm nhậm, họ còn tưởng ra ta lẩm cẩm, thôi kệ ta cũng chẳng thấy phiền. Bao nhiêu năm ta làm được gì, ba khóc khô cả võng mạc, cũng chính vì thế phải thật thành công để mà tuyên bố dõng dạc rằng có chí thời vẫn thắng ý trời, dẫu có mấy lời dèm pha ta. Sống với đời chỉ nhẫn mấy lời nóng giận nhất thời dục ra xa. Không phải là người bà hòa, khó khăn không phải kẻ ngán, đường vấp ngã chỉ là gia vị tô điểm thêm ngọt ngào khi thắng cuộc. Ai nghe ai cấy khen chê khi ấy mất, không quen không biết bỗng dưng thân thiết xa. Ta mê ta có nhiệt huyết khỏi phải bàn, đánh đổi sau bao cố gắng thì giờ là lúc tấu lên khúc khải hoàn. Ta sáng như những ngôi sao ngập trời. Xua tan mây đen bao lo kìm chân phía sau. Mặc kệ mình đợi vì thôi mình vẫn chưa bao giờ buông khói nắm tay. Vì đam mê sẽ chẳng một ai có thể dừng lại. Vượt qua hàng trăm nỗi đau cùng nhau chinh phục cả thế. Dạ cảm ơn chị. Đây tiền của em đây. Với lại sắp tới đó chị định nhờ tụi em làm ở quán chị hàng tuần được không? Chị mời tụi mình về làm phục vụ hay gì? Không, là diễn như ngày hôm nay, vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Thiệt hả chị? Thiệt, một chút xíu nữa chị cho trợ lý của chị làm việc với tụi em nha. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều. Rồi chị cảm ơn tụi em nha. Dạ em chào chị. Ê, vậy là từ nay tụi mình có thu nhập ổn định rồi. Chà, ba đứa vui dữ vậy ta. Hello chị. Hello chị. Nói chứ cảm ơn chị nha. Chuyện gì vậy? Chị diễn đây nè. À, ok vậy là mừng rồi. Dạ. Ê, tính gàng nhập vào mình á, có phước ghê, có quý nhân phò hộ. Dạ. Có quý nhân phò trợ, không biết cảm ơn người ta đi. Nhiều ai cảm ơn người ta một cái đi. Đền đáp công ơn đi. Cảm ơn chị. Nếu mà có hôm nào chị rảnh thì tụi em mời chị đi ăn. Ok. À, mà có rượu không vậy? Ôi, rượu bia là chuyện nhỏ. Chị tới đâu nhật tới đó. Không biết uống rượu đâu. Thôi mình làm gì mà nhảy cứng vậy? Không có. Tại vì rượu bia không có tốt cho sức khỏe. Hiểu. Thôi, sao cũng được. Miễn sao
Em vui là được rồi, chị cũng vui. Ồ, bây giờ chị lên làm rồi, bye mấy đứa nha. Dạ, chị đánh chị nghe. Ấy trời trời, thầy nói nghe nè. Tao thấy cái máy bay không người lái nó ổn định á, hốt đi. Mày xàm quá à, hốt cái gì mà hốt, tao búng vô cổ họng mày bây giờ. Phải không chết, làm bộ hoài. Nghe nè, hip hop never die, tin tao never sai. Kèo này hút được. Ý nhưng mà nói chứ không ai mê gái giống mày đâu mày ơi. Ê, anh nói cho đàng hoàng nha, tao chỉ bình phẩm về cái sắc đẹp thôi, chứ trong lòng tao là chỉ có Diễm My. Ờ, để tao chống mắt lên coi. Được bao lâu. Khốn nạn hả, mày thằng khốn nạn. Đua tan mây đem bao lâu kìm chân phía sau, mặc kệ mình đợi vì thời mình vẫn chưa bao giờ buông khói nắm tay. Vì đam mê sẽ chẳng một ai có thể dừng lại, vượt qua hàng trăm nỗi đau cùng nhau chinh phục cả thế giới. Ta có ước mơ, nó chắc trên hai vai ta thành đôi cánh, biến những tất thờ thành những được sống mãnh liệt không thôi đánh chưa từng giờ. Hey, mở phong bì ra coi chín mươi mày nhiêu vậy? Tao cũng không biết nữa, để coi. 2 triệu. Wow, một tuần mình diễn được 2 ngày, mỗi ngày 2 triệu, một tuần là 4 triệu, 4 tuần là 16 triệu, 10 tháng là mình được 160 triệu. Wow, làm giàu không khó. Wow. Giàu. Ê, nhưng mà phải bình tĩnh á. Tại vì một tuần mình diễn 2 buổi. Đúng. Thì mình phải chăm ra nhạc mới, nếu không là khán giả sẽ bị chán. Nếu mình làm nhiều nhạc như vậy, một tuần mình diễn 7 ngày luôn được không? Cố gắng là được. Chơi. Về của em mệt quá. Tụi này là ai vậy? Ủa mấy anh là ai vậy? Giống khuôn mặt tao hả? Tao. Tao. Nhất, phải giết tôi rồi. Nhất. Thôi chị. Bạn em sao chị? Anh Nhật bị chấn thương tay trong, cần nằm lại viện để theo dõi thêm. Cũng không ảnh hưởng gì đến tính mạng đâu, nên là hai anh yên tâm nha. Diễm My, sau hôm đó em bị mẹ nhốt ở trong phòng không cho đi đâu hết, em đã khóc rất nhiều á, bỏ ăn bỏ uống đến mức ngất xỉu luôn mà. Em ngất xỉu hả? Nhưng mà cũng nhờ vậy mẹ mới cho em ra ngoài, mà mẹ chuyển em tới bệnh viện này nè, không cho em làm ở trạm xá nữa đâu. Làm ở bệnh viện dù sao cũng tốt hơn mà. Mẹ em cũng chỉ vì thương em mà thôi. Mấy hôm vừa rồi em có qua nhà tìm anh á, nhưng mà em không dám vào. Sao em qua mà không vào? Vì em sợ gặp anh rồi em không biết mở lời như thế nào nữa. Em làm vậy cũng đúng. Chắc anh cũng giống như em, cũng không biết nói gì đâu. Nhưng mà anh yên tâm nha, em sẽ chứng minh cho mẹ thấy tình cảm của tụi mình. Anh cùng em cố gắng nhá. Nhưng mà hiện tại anh cũng chưa có gì trong tay. Anh muốn sau khi thành công rồi thì anh mới qua nói chuyện với mẹ. Dù sao thì anh cũng là đàn ông, anh cũng cần có sự nghiệp, anh cũng không muốn em phải khổ nữa. Em sẽ đợi anh. Em tin là anh sẽ thành công. Hao. Hao. À. Ê, nó tỉnh rồi. Ừ. Bác sĩ ơi, bác sĩ, thấy sao rồi? Ăn bánh bao gì ông nội? Tao mới tỉnh mày bắt ăn bánh bao là sao? Ê, nhưng mà tao nhức đầu quá tụi bay. Phải rồi, bị đập vô đầu mà.
Không sao đâu, mày chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, theo dõi mấy bữa là khỏi à. Mày xử nó coi, thêm nó nữa kìa. Tao mới tỉnh nó bắt tao càng ghẹ quá. Nó nói là mày chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, theo dõi vài bữa là được. Nó lại à? Ê mày đừng giỡn nha mày. Thằng này giỡn ngay mày. Tao nói là mày bị chấn thương nhẹ thôi, nghỉ ngơi vài bữa là được. Mày nói nữa á, tao quýnh mày chấn thương nặng luôn bây giờ. Ê sao tay tay tao nghe được nhỏ xíu à? Nghe không? Bớt giỡn đi mày. Có chuyện gì vậy? Dạ, bác sĩ ơi, bạn con hình như nó không nghe được hay sao á. À, vết thương của cậu ấy đã làm ảnh hưởng đến thính giác cậu ấy rồi. Ủa vậy là từ nay bạn con là không nghe được hả bác sĩ? Nếu tích cực điều trị một thời gian sau sẽ khỏi, nhưng tùy theo sức khỏe và thể trạng của anh ấy thôi. Cảm ơn bác sĩ. Ây giờ rồi sao tao làm nhẹ? Tao còn làm biết nữa. Rồi tao bị tiếc luôn rồi sao? Bình tĩnh lại, bác sĩ nói là chữa được. Tao hại tụi bay rồi. Bác sĩ nói là mày chữa được. Nhiệm vụ của mày là ăn uống, uống thuốc đồ vô, vậy mới mau khỏe. Yên tâm đi, có tụi tao mà. Đến bao giờ nó mới chấp nhận được là nó mất một bên thính giác mày? Nó sốc quá mà. Tao nghĩ là nó cần thêm thời gian để thích nghi. Ôi! Nhật! Cái này mắc lắm á, mày không xài thì cho tao. Một cái thằng điếc như tao bây giờ nè, cần mấy cái này làm gì nữa? Mày đừng có nghĩ như vậy nữa, mày tài năng mà. Tao vô dụng rồi Kiên. Mày đừng có nghĩ như vậy, còn thở là còn gỡ. Mày tàn như không được phế. Mày có thấy thằng producer nào bị điếc chưa? Chưa đúng không? Một thằng điếc như tao làm sao có thể trở thành nhà sản xuất âm nhạc được? Trả lời đi. Trả lời cho tao nghe đi. Mày trả lời đi. Điếc cái gì? Mày vẫn còn một bên tai mà, mày vẫn còn nghe nhạc được mà. Tao tin mày. Tao cũng tin mày. Thôi. Thôi. Thôi bỏ nó ra đi. Tình yêu là sao? Là khi con tim bỗng dưng đập nhanh, ngày đêm gầy hao, hình bóng khi nỗi nhớ ấy còn càng làn mây bay dường như bọn trẻ anh nắng kia. Mây sợ anh nhìn thấy nụ cười đắm say, thì ra yêu là đây là tim cứ ngất ngây. Nhưng làm sao mà lại ngại ngùng nói ra, lạc bước khi mối tình đầu gợi ra trong lời hát. Dì dào cứ như mưa ngọc để khiến ta đau đớn, vì mưa dầm sẽ thấm lâu. Vậy giờ mình phải giấu kín, hoặc là một lần nói hết những tâm tư. Chứng kiến em sẽ nắm tay cùng đi hát đó đây. Vì rằng em đã yêu rồi, yêu rồi, yêu rồi. Em muốn nghe đã yêu rồi, yêu rồi, yêu rồi. Sau đây khi đã yêu rồi, yêu rồi, yêu rồi. Tình yêu đã đến thắp sáng trong em.